Chào mừng các em đến với buổi học toán ngày hôm nay. Hàng ngày các em được nghe rất nhiều từ ngữ như là giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, vân vân. Đó chính là những số đo thời gian, hay nói cách khác là những đơn vị đo thời gian. Những đơn vị này có mối liên hệ với nhau như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bảng đơn vị đo thời gian, bài 122, trang 129. Sau bài học này, các em cần đạt được những nội dung quan trọng như sau. Biết tên gọi, ký hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng. Biết đổi đơn vị đo thời gian, vận dụng để giải các bài toán liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học nhé. Ở lớp 4 thì các em đã được học về các đơn vị đo thời gian rồi. Các em có còn nhớ các đơn vị đo thời gian mà các em đã được học là gì không nhỉ? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ôm lại những đơn vị đo thời gian mà các em đã được học nhé. Các đơn vị đo thời gian mà các em đã được học bao gồm những đơn vị sau. Đầu tiên là thế kỷ, năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây. Xếp theo thứ tự từ trái sang phải, đơn vị đo lớn nhất là thế kỷ, rồi đến năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây. Vậy thì giữa các đơn vị đo thời gian này có mối quan hệ như thế nào? Các em có còn nhớ không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại các mối quan hệ này qua bảng đơn vị đo thời gian. Đầu tiên, một thế kỷ bằng 100 năm. Một năm bằng 12 tháng. Một năm bằng 365 ngày. Một năm nhuận bằng 366 ngày, cứ 4 năm có một năm nhuận. Một tuần lễ bằng 7 ngày, một ngày bằng 24 giờ, một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây. Các em thân mến, chúng ta vừa ôn lại các mối quan hệ giữa các số đo thời gian. Các em hãy đọc lại một lần nữa để ghi nhớ hơn nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lại số ngày trong một tháng, trong một năm thì như thế nào? Các em biết rằng, một năm thì có 12 tháng, nhưng số ngày của các tháng trong năm thì khác nhau. Nhưng mà nó có những đặc điểm để chúng ta nhận dạng. Cụ thể, trong một năm có những tháng thì có 30 ngày, có tháng 31 ngày và có tháng 28 hoặc 29 ngày. Ở lớp 4, các em đã được học cách nhận diện tháng, tháng nào có 30 ngày, 31 ngày hoặc 28, 29 ngày dựa vào hai bàn tay. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại các em nhé. Phần nổi lên khi chúng ta nắm hai bàn tay lại, phần được đánh dấu màu nâu này là những tháng có 31 ngày. Còn những phần ở giữa hai phần nổi lên của bàn tay là những tháng có 30 ngày hay 28 hoặc 29 ngày. Nào, bây giờ các em hãy nắm hai bàn tay của mình lại và đếm theo thứ tự từ trái sang phải như cô đã hướng dẫn. Sau đó cho cô biết những tháng nào có 31 ngày, tháng nào có 30 ngày nhé. Nào, chúng ta cùng xem lại nè. Những tháng có 31 ngày đó là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Còn những tháng có 30 ngày đó là tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11. Riêng tháng 2 có 28 ngày, vào năm nhuận có 29 ngày. Như vậy chúng ta vừa ôn lại các đơn vị đo thời gian, mối quan hệ của các đơn vị đo thời gian, số ngày của các tháng trong một năm, và xác định tháng đó có bao nhiêu ngày bằng hai bàn tay. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách đổi đơn vị đo thời gian qua các ví dụ sau. Ví dụ A, một năm rưỡi bằng bao nhiêu tháng? Một năm rưỡi có nghĩa là một năm và thêm nửa năm nữa, người ta gọi là một năm rưỡi. Ta có thể viết một năm rưỡi dưới dạng số thập phân là 1,5 năm. Để biết 1,5 năm bằng bao nhiêu tháng, các em phải biết mối quan hệ giữa năm và tháng. Đó là một năm thì có 12 tháng. Như vậy,
ta sẽ lấy 12 tháng nhân với 1,5, ta được 18. Vậy 1 năm rưỡi thì bằng 18 tháng. Tiếp theo, ở ví dụ B, 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút? Chúng ta biết rằng 1 giờ thì bằng 60 phút. Ta sẽ lấy 60 phút nhân với 2/3. 60 nhân 2 chia 3 được 40 phút. Như vậy 2/3 giờ sẽ bằng 40 phút. Tiếp đến, ví dụ C, 0,5 giờ thì bằng bao nhiêu phút? 1 giờ thì bằng 60 phút. Ta sẽ lấy 60 nhân 0,5 được 30 phút. Ngoài ra, 0,5 giờ tức là nửa giờ, mà 1 giờ thì bằng 60 phút, nửa giờ có nghĩa là 30 phút. Tiếp theo, ta sẽ đổi 216 giờ bằng bao nhiêu phút, bằng bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút. 216 giờ bằng bao nhiêu giờ? Đầu tiên, ta sẽ đổi 216 phút bằng bao nhiêu giờ và bằng bao nhiêu phút. Ta biết rằng 1 giờ thì bằng 60 phút, ta sẽ lấy 216 chia cho 60, được 3 và dư 36. Con sẽ viết thương là 3 vào giờ và viết số dư là 36 vào phút. Như vậy 216 phút thì bằng 3 giờ 36 phút. Tiếp theo, con sẽ đổi 216 phút ra giờ. Cô cũng thực hiện phép chia 216 giờ, 216 chia 60 được 3 và dư 36. Cô sẽ chia tiếp nó. 36 thì không chia được cho 60. Do vậy, cô sẽ viết thêm dấu phẩy vào bên phải thương và viết thêm số 0 vào bên phải của 36. Ta được 360. Cô sẽ lấy 360 chia cho 60. Cô sẽ bớt đi mỗi bên một số 0, còn 36 chia 6 được 6. 6 nhân 60 bằng 360. 360 trừ 360 bằng 0. Ta được kết quả là 3,6. Như vậy, 216 giờ thì bằng 3,6 giờ. Cô vừa hướng dẫn các em cách để đổi đơn vị đo thời gian. Các em cần lưu ý cho cô, khi đổi đơn vị đo thời gian, cần nhớ về mối quan hệ của nó. Như vậy, chúng ta vừa ôn lại bảng đơn vị đo thời gian, các mối quan hệ của nó và các ví dụ cụ thể về cách đổi đơn vị đo thời gian. Các em hãy vận dụng vào làm bài tập nhé. Cô chào các em.